chọn lọc xe đạp đòi vượt ô tô vận động viên đua xe đạp đang đạp xe trên đường cao tốc thì mệt quá không đi được nữa bèn đứng lại để bắt xe đi nhờ về đúng lúc đó có một chiếc xe thể thao đi qua bảo buộc xe vào hắn kéo về nếu thấy đi nhanh quá thì bóc chuông vừa đi được một đoạn thì có xe thể thao khác qua mặt anh này tức chí bèn nhấn ga vượt lên thế là hai gã đua với nhau quên mất anh chàng vận động viên tội nghiệp khi đi qua trạm cảnh sát giao thông bị tuyết còi nhưng hai gã không đứng lại anh cảnh sát bèn gọi báo cho trạm sau có hai chiếc xe thể thao đang phóng về trạm với vận tốc 250 km h và còn điều này anh không thể tin được đâu ở sau hai xe đó có chiếc xe đạp bóp chuông inh ỏi xin vượt không có lý do để về muộn khuya hai ông ngồi ở quầy rượu nói chuyện nhau Chả lẽ vợ ông không cần nhằn gì khi ông về muộn à? Tôi không có vợ. Vậy tại sao ông lại về nhà muộn thế này? Khó lòng chiều chồng. Bà vợ đã cố hết sức làm vừa ý chồng. Nhưng ông chồng có tính vẫn luôn bới móc. Lúc thì chê bà không làm trứng ốp la. Lúc thì bắt bà làm trứng chiên, ăn sáng. Một hôm bà vợ cẩn thận dọn cho ông một phần ốp la và một phần trứng chiên chắc mầm thế nào ông ấy cũng khen nào ngờ ông chồng trưng mắt cắt cái trứng nên làm ốp la thì bà đem chiên còn cái trứng định chiên bà lại làm ốp la khỏa thân đón tàu hỏa chàng sinh viên đi thực tế ở một vùng đất hoang sơ và được hai người thổ dân ở đó dẫn đường đang trò chuyện vui vẻ bỗng một trong hai chàng thổ dân nhìn thấy một cái hang nhỏ bên đường đi ngay lập tức anh ta chạy đến trước cửa hang vừa múa may vừa hét lên u u u trong hàng có tiếng đáp lại u u u liền sau đó anh chàng cởi hết quần áo chạy thẳng vào phía trong lấy làm lạ chàng sinh viên quay sang hỏi người thổ dân còn lại tại sao lại có chuyện nực cười như thế người thổ dân nói ở vùng chúng tôi khi bạn nhìn thấy một cái hàng bạn hú lên làm ám hiệu và được trả lời thì có nghĩa là trong hang có một cô gái đang sẵn sàng làm tình với bạn Đi được một đoạn, người thổ dân thứ hai nhìn thấy một cái hàng khác. Nhanh như chớp, anh ta lặp lại hành động tương tự và cũng biến mất hút. Sau khi nghe tiếng u u trả lời. Chàng sinh viên tỏ ra vô cùng phấn khích. Anh ta vừa đi vừa chăm chú quan sát và chợt thấy bên vách núi có một cái hang tối khá to. Chắc mầm người phía trong cũng không phải cỡ vừa. Anh chàng liền chạy đến cửa hang, múa may và hét: "U Phía trong vọng ra tiếng trả lời U, 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 rất khỏe Chàng hứng chí bỏ hết quần áo và chạy vào trong không hề lưỡng lự Ngày hôm sau, tờ báo địa phương đưa tin Một anh chàng khỏa thân bị cán chết bởi chiếc tàu hỏa chở hàng cứu tế